Audio Jungle. Chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Video hôm nay mình sẽ sửa cái mỏ hàn NO907 này. Hiện tượng của nó là đây, nó có vào điện nhưng mà nó không nóng. Đấy, các bạn nhìn đèn nó vẫn mà. Mình có chế thêm cái công tắc bật tắt đây cho nó tiện này. Đó. Như cái mỏ hàn này thì nó không có cái công tắc đâu. Chúng ta cắm điện vào và rút điện ra thôi. Cho nên nó cũng hơi bất tiện nên là mình chế thêm cái công tắc này để bật tắt cho nó tiện. Và cái mỏ hàn này nó có điều chỉnh được cái nhiệt độ. Đây nó có thể điều chỉnh được nhiệt độ từ 200 cho đến 450 độ C. Tuy nhiên thì nó đã hỏng rồi. Nó không nóng nữa. Không phải hỏng mà nó không nóng. Thì hôm nay mình sẽ tháo nó ra và sửa nó xem có được không nhé. Thì mình sẽ tháo cái đầu hàn của nó ra. Đây là cái sensor nhiệt này, nó làm bằng sứ. Khả năng cao là nó chết cái con sensor này. Và tháo cái con ốc ra để rút cái phần nhựa này ra này. Cái núm điều chỉnh này thì các bạn cứ đậy nó lên thôi. Đấy, và chúng ta rút cái mạch này ra. Tuy nhiên thì do mình chế thêm cái công tắc này, do mình phải nhả cái công tắc này ra trước khi mà rút cái mạch này ra. Sau đó các bạn rút cái mạch này ra thôi. Đây là cái mạch của cái mỏ hàn NO907. Mình có mua một cái sensor nhiệt cho đúng cái mỏ hàn NO907 này luôn. Đây. 907 60W. Đây là cái sensor nhiệt, ở phía ngoài nó làm bằng sứ. Nó có 4 dây. Hai cái dây màu trắng này là cái dây của cái máy sọ. Còn hai dây đỏ và dây xanh này là cái dây của cái cảm biến nhiệt thì phải. Đây, sơ đồ dây của cái sensor nó đấu như này. Các bạn sẽ phải nhả cái sensor cũ này ra. Và các bạn nhớ trước khi nhả ra thì các bạn phải nhớ các cái màu dây nó hàn vào cái điểm nào nhé. Này, ở đây hai cái dây trắng này ở ngoài cùng, dây đỏ ở giữa và dây xanh ngoài cùng. Đấy, các bạn phải nhớ cái màu dây đấy khi mình hàn vào. Bây giờ mình sẽ nhả cái sensor cũ này ra và thay cái sensor mới xem nó có chạy không nhé. Mình đã thay mới cái sensor nhiệt rồi nhé. Sensor cũ đây. Rồi bây giờ mình thử lắp vào xem nó có chạy không nhé. Xem còn nóng không.
Rồi, bây giờ mình thử xem nó có nóng nhá. Cắm điện vào. Nóng rồi các bạn ạ. Để mình đợi một lúc nữa xem. Chưa đủ độ nóng này thì chảy tiếp. Đấy, tiếp đã chảy rồi này. Như vậy là mình đã thành công rồi các bạn ạ. Các bạn chỉ việc thay cái sensor nhiệt này thôi, thay bằng cái mới. Cái này chỉ có mất mấy chục nghìn thôi. Các bạn khi mà thấy nó không nóng thì đừng vội vứt đi nhé, nó vẫn sửa được đấy. Rồi, video của mình kết thúc ở đây. Các bạn thấy video hay và bổ ích thì hãy like và chia sẻ giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.